5 điều không nên làm trong đêm giao thừa. Xin chào quý anh chị, video này Bình An Tử Vi Phong Thủy sẽ chia sẻ cho quý anh chị về 5 điều không nên làm trong đêm giao thừa. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ ngay tới gia đình và người thân của mình nhé. Vào đêm 30, người dân Việt Nam bắt đầu chuẩn bị lễ cúng giao thừa. Lễ này được xem như là phong tục quan trọng nhất trong năm, bởi nó đánh dấu tiễn đưa năm cũ và cầu mong năm mới tốt đẹp hơn. Thế nên thì theo quan niệm của người xưa và Bình An Tử Vi thì vào ngày này thì mọi người trong nhà thì đều phải cẩn thận mọi lời ăn và tiếng nói và hành động của mình để giúp một năm mới may mắn và thuận lợi hơn. Thứ nhất, không nói lời xui. Trong ngày này cuối năm thì người xưa rất kiêng kỵ những từ ngữ thể hiện sự thiếu hụt như hết, thiếu, hay vào những từ phủ định như không cần. Cho nên thì vào bữa ăn ngày cuối năm, nếu người trong nhà gấp thức ăn cho bạn và nếu bạn không muốn ăn thì có thể bảo là con có rồi hay là con có nhiều quá rồi. Thêm vào đó là tránh những lời nói, những điểm xui như bệnh tật, mất mát và thua lỗ. Thứ hai, không cãi nhau. Trong lúc cúng giao thừa thì các thành viên trong gia đình cũng không nên cãi nhau hay là to tiếng với nhau, vì theo người xưa quan niệm, điều đó thể hiện không có thành ý. Như vậy thì tổ tiên sẽ không phù hộ cho gia đình của mình nữa. Và Tết là một ngày vui, vì vậy đừng biến không khí Tết trở nên buồn hơn bởi những hiểu lầm và xích mích nhau trong gia đình. Thứ ba, không làm vỡ vật dụng và gây tiếng động lớn. Người xưa tin rằng nếu trong đêm giao thừa, làm vỡ vật dụng hay gây tiếng động lớn sẽ dễ đánh thức ma quỷ và khiến cả năm rạn nứt và không suôn sẻ. Thứ tư là không soi gương. Trong đêm giao thừa thì không nên soi gương, vì dân gian lưu truyền rằng soi gương sẽ dễ nhìn thấy ma quỷ và làm năm mới không còn vui vẻ nữa. Thứ năm, không làm đổ dầu. Dầu của đèn hay là dầu máy có mùi hôi và không nên làm đổ ra, vì mùi hôi của dầu dẫn tới và lấn át mùi thơm của hương và rượu dễ sẽ đánh thức ma quỷ và khiến tai họa lũ lượt kéo đến. Cho nên bạn phải hết sức lưu ý khi thắp hương. Và bên cạnh những điều kiêng kỵ trên thì những người quan niệm rằng trước khi cúng giao thừa thì gia đình phải đông đủ và phải có đủ thành viên trong gia đình để tỏ lòng mong muốn gia đình sum họp hạnh phúc trong năm mới, nếu không sẽ gặp nhiều điều không tốt. Vâng, trên đây là 5 điều cảnh báo của Bình An Tử Vi Phong Thủy về những điều không nên làm trong đêm giao thừa, và hãy chia sẻ video này đến với mọi người nhé.